Địa điểm thứ hai mà tôi dừng chân chính là khách sạn Hilton của thành phố Fukuoka. Trong khi tên của khách sạn đã được thay đổi vô số lần, thì khách sạn Hilton bây giờ cũng đã trở thành khách sạn tốt nhất thế giới. Mặt ngoài của tòa nhà được thiết kế với họa tiết của chiếc thuyền buồm hướng ra biển, giống như tên của khách sạn là Chim Mừng Biển. Khi vào bên trong khách sạn, tất cả đều được phủ màu tràm, mang lại cảm giác mạnh mẽ nhưng rất sang trọng. Từ tiền sảnh đã mang nét đẹp tao nhã đầy khác biệt rồi. Vì tiền sảnh rất rộng, nên đi từ chỗ check-in đến quầy tiếp tân cũng mất khá nhiều thời gian. Mặc dù vị trí của nó hơi bất tiện để sử dụng giao thông, nhưng nó được biết đến là một nơi có phong cảnh đẹp, đến mức người ta có thể bỏ qua sự bất tiện ấy. Biểu cảm của những khách du lịch thể hiện đầy sự mong đợi. Về bữa tối thì tôi xin đề cử tiệc buffet tối của khách sạn Hilton. Giống như danh tiếng của khách sạn Hilton vậy, nó rất sang trọng và tổng thể những món ăn không chỉ để ăn mà còn mang đầy tính nghệ thuật. Họ sử dụng những nguyên liệu tươi ngon và giữ nguyên được màu sắc vốn có của chúng. Có rất nhiều món ăn ngon mà chúng ta thường không thể tìm thấy. Dường như đó chính là bí quyết nấu ăn độc đáo của người Nhật và các nước trên thế giới. Vì Nhật Bản là quốc gia đảo nên có rất nhiều món ăn hải sản. Những con vẹm tươi và những con tôm màu đỏ trông thật ngon mắt. Nếu bạn thêm một ít nước sốt chua ngọt vào nữa thì nó sẽ thành cực phẩm. Các món bánh và sốt sô-cô-la có sẵn để tráng miệng. Những chiếc bánh này thực sự rất thơm và ngon. Cà ri là món ăn rất nổi tiếng ở khách sạn Hilton này. Ăn cùng với thịt viên thì lại càng thơm ngon hơn nữa. Ở đằng kia, đầu bếp đang trực tiếp chế biến các món ăn tại chỗ. Chiếc mũ đầu bếp ấy trông thật là ngầu. Miếng thịt này được đầu bếp thái mỏng, điệu nghệ như những củ hành được bào ra vậy.